Hi, welcome to my channel. Bà sao hôm nay làm sớm thế? Có khi nào anh chờ thế? Bây giờ em thấy anh ngồi không mà. Tưởng mày nếu anh cắt xong video. Mới mà cô ấy bảo thế, cô ấy bảo em đi tập cùng. Mới hôm nay em đi tập 2 buổi nhá. 7 giờ mới đi à? 7 giờ tối. Sáng thì 6 giờ 15 đến 7 giờ 15. Đi làm là vừa. Không. Nấu cơm xong đi. Hay anh suy nghĩ cổ hủ nên chị bỏ anh. Không, anh con này anh biết được. Anh không biết thì ai biết. Nick kìa. Anh đẹp trong lòng đang hoang mang lo sợ. Đang có nhắn tin không? Tin. Anh với chị đang nhắn tin không? Không. Nụ cười ngờ ngạch. Cái gì? Sẽ không cần, phải cần chứ. Hay là vụ lắp camera? Anh không cho lắp, chỉ bảo suy nghĩ. Thế là anh biết lý do à? Ôi trời, lý do à? Tôi nói nhiều mãi một anh không đọc. Đấy, người nói phải có người nghe chứ. À, anh đọc nhưng mà anh không nhớ gì hết. Trời ơi. Thế chưa chịu có về đây không? Không. Anh chắc chưa? Chưa lại gọi dục lên. Ok, gọi lên. Về là về thôi. Ra mắt hết rồi. Bác,
Sắp cưới đến nơi rồi. Cái gì đây? Buồn nè. Không buồn à? Không cảm xúc à? Chơi lì cảm xúc rồi. Quen rồi à? Đúng rồi, chỉ là một thói quen à? Anh chắc chưa? Căng thẳng thế. Đâu, đi ăn về, đi ăn bún. Đi ăn với Chi về. Không, đi ăn bún. Đi một mình. Đi về thêm buổi tối, đi ăn với ai? Thật tưởng bảo là anh chỉ ăn 4 bát cơm trưa rồi tối anh nhìn. Sao anh lại ăn nữa, anh ăn lắm đấy. Anh mặt 1.000. Tưởng thế nào? Tưởng giảm cân thế nào? Ui ồ. Nước chè à? Hả? Ngồi một mình vui không anh? Sao anh không xông vào anh hát? Sao anh lại xin? Người ta có cho anh gì đâu mà anh xin. Nó bị dừng à? Nó chặn mẹ luôn, đéo cho vào YouTube luôn. Vãi. Hốt. À, quay nó lộn, nó báo lỗi liên tục. Đéo vào rồi. À, cuối cùng đến 5 rưỡi, phải ăn xong. Đến mấy? 5 rưỡi. 5 rưỡi sáng á? 5 rưỡi tối. Bây giờ 4 giờ là 4 rưỡi là xong rồi đúng không? Ừ. À, từ 4 giờ. Monster kill.
see you again.